Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh mát theo lời chúa vinh danh chúa khi ấy chúa giêsu phán cùng các môn đệ rằng không phải tất cả những ai nói với ta lạy chúa lạy chúa là được vào nước trời nhưng chỉ có những người thực hiện ý cha ta ở trên trời cả ấy mới được vào nước trời vậy ai nghe những lời ta nói đây và đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá mưa có đổ xuống nước có tràn vào gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó nhà vẫn không sập vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời ta nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát. Khi mưa xa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đóng quan tàn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, người ta kể có một nhà truyền giáo kia ra đi truyền giáo dẫn theo một đệ tử và một con lừa sau một ngày đường mệt nhọc vì tuổi già sức yếu cho nên nhà truyền giáo đã thiếp ngủ trước và gửi gắm con lạc đà cho người đồ đệ thân tín của mình người đồ đệ sau một ngày mệt mỏi trên đường đi thì anh ta cũng ngủ thiếp đi chỉ còn nhớ mỗi một điều là thầm thỉ cầu nguyện lạy chúa con xin gửi con lạc đà cho chúa trong đêm nay xin chúa hãy gìn giữ thầy cho thầy của con và con thế là anh ta ngủ rất ngon đến sáng lại chẳng thấy con lạc đà đâu anh ta vội đi tìm mà tìm mãi chẳng thấy nó nhà truyền giáo mới hỏi Hôm qua con có cột con lạc đà hôn Mà giờ đây nó mất tiêu rồi Người đệ tử trả lời Thưa thầy Con buồn ngủ quá cho nên con không thể nhớ để cột nó Mà con có nhớ cầu nguyện Lạy Chúa xin giữ thay con Để con ngủ thật ngon trong đêm nay Nhưng bây giờ nó chẳng còn Chứ không phải thầy bảo con phải tin tưởng, phó thác, cầu nguyện với Thiên Chúa khi mình cần hay sao. Và lúc đó, nhà truyền giáo mới ôm tồn trả lời cho người đệ tử của mình rằng Con nói đúng rồi, mình phải tin tưởng vào Thiên Chúa Nhưng bên cạnh đó, mình cũng phải biết chu toàn bổn phận của mình Bởi vì Thiên Chúa không có đôi tay nào khác ngoài đôi tay của con. Phải chăng, thưa ông bà anh chị em, có nhiều lúc chúng ta cầu nguyện, chúng ta chẳng cảm thấy Chúa nhậm lời. Chúa đâu, sao không lắng nghe lời cầu khẩn thiết tha của chúng ta? Và phải chăng, chúng ta cầu nguyện là theo ý muốn của mình. Muốn Chúa phải làm điều này, làm điều kia cho chúng ta Mà không phải cầu nguyện theo nghĩa đúng nhất Đó là cầu nguyện phải theo thánh ý của Thiên Chúa hay sao Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta trong tin mừng Thánh Mắc Thêu mà chúng ta vừa nghe. Không phải chúng con cầu xin Chúa lạy Chúa lạy Chúa là được vào nước trời mà phải thi hành thánh ý thiên chúa sống lời thiên chúa dạy thực hành những điều thiên chúa muốn thì mới được vào nước trời và thật không dễ để con người sống theo lời dạy của thiên chúa ngày hôm nay không phải dễ để thực hành lời thiên chúa hay thánh ý thiên chúa trong cuộc đời của mình tại sao thế bởi vì khi sống theo thánh ý thiên chúa hay lời chúa giáo huấn lời chúa dạy bảo chúng ta phải từ bỏ từ bỏ sở thích riêng tư thích dễ dãi mà phải sống và chọn lựa theo con đường hy sinh hy sinh rất nhiều kinh nghiệm của chabio năm dấu ngài đã bảo rằng tôi cảm nhận tôi như là một thanh sắt được người thợ là thiên chúa nung nấu và sửa hàng ngày để trở thành một thanh gươm sắc bén là một dụng cụ có ích cho thiên chúa và tôi đã thông phần sự đau khổ với những hy sinh của mình với những khổ đau thật sự về thân xác về tinh thần về trái tim và cả con người của tôi để hiệp thông với đấng chịu đóng đinh. Bởi vậy cho nên người kia tư hữu của chúng ta không những chỉ theo kinh nghiệm của cha Bio năm dấu chúng ta là những thỏi sắt để được người thợ rèn là Thiên Chúa phải sửa nắng, phải làm cho nó nên đẹp. Mà chúng ta còn được sánh ví đời kia tư hữu của mình hay là thân phận kia tơ hữu của chúng ta như là một mảnh vải một mảnh vải để chúa là thở theo ngài muốn thêu dệt bất cứ điều gì để trở nên một tấm tranh đẹp chẳng hạn và chúng ta còn được coi như là một thanh gỗ xù xì để chúa gọt giũa và làm nên một tác phẩm kỳ diệu khi ý thức như vậy với những hình ảnh như vậy chúng ta có thể cảm thấy vui cảm thấy diễm phúc Bởi vì Chúa đã tái tạo chúng ta Và Chúa còn tái tạo chúng ta từng ngày Để chúng ta nên một tạo vật mới Để chúng ta nên một dụng cụ mới Hay còn hơn thế nữa Chúng ta là một tông đồ của Chúa Kitô thật sự Xin Chúa cho chúng ta luôn biết khôn ngoan, trung tín Để lắng nghe lời Thiên Chúa Và sống theo thánh ý thiên chúa trong cuộc đời của mình